Và trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một nhân vật, đó là Phan Văn Sanh, 10 tuổi đầu quân cho câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp, 16 tuổi giành suất đá chính cho đội tuyển Đồng Tháp. Tương lai với sân cỏ dường như rộng mở với chàng trai trẻ ở vùng biên giới, cho đến khi Sanh gặp một tai nạn giao thông khiến đôi mắt anh mất đi thị lực. Biến cố cuộc đời không ai có thể lường trước, nhưng Sanh đã nỗ lực đối diện nghịch cảnh và vươn lên giúp ích cho đời. Sự nghiệp với trái bóng tròn của Sanh lại được tiếp tục theo một cách rất đặc biệt khác. Nào vào chạy xe. Nè thấy không? Nè. Trước khi gì nè, con gạch dưới lên trước này, hiểu không? Tôi mê bóng đá, lúc đó nhà nghèo lắm, không có tiền mua banh đâu, tự tập, tự chơi. Kỷ niệm đáng nhớ là năm U11 tôi được huy chương bạc giải cúp Milo toàn quốc. Lần đầu tiên nhận cúp vui mừng lắm, với lực số có một phần thưởng không nhiều, nhưng mà thời đó tiền nhiều lắm, về cho mẹ rất mình. Tình yêu với bóng đá tưởng chừng đã bị dập tắt khi anh Sanh gặp tai nạn giao thông mất đi thị giác vào năm 27 tuổi. Thế nhưng ước mơ chinh phục sân cỏ của anh lại được viết tiếp theo một cách khác. Mỗi ngày tôi nằm ở nhà có mấy đứa cháu lại nó chơi. Nói thầy Sanh ơi, thầy không nhìn thấy nhưng mà thầy dạy là kiến thức cho con. Lên đây các em ngồi một góc nhỏ ngoài sân á, nghe tiếng bóng là mê, nhìn nó mê mình trở ngược lại. Từ từ cái em thành lập là bóng. Từ 5 lên 10, rồi chỉ hơn một năm sau đó, số em đòi theo đội bóng chú Sanh lên đến gần 400 em, mở rộng ra cả các xã xung quanh. Không thu tiền dạy bóng, nhưng lớp học của thầy Sanh đề ra tiêu chí phải đạt học lực trung bình trở lên, không được nghiện game, chửi thề, hút thuốc mới được nhận. Bị hiển thị nhưng mà bù lại cái xính giác rất nhạy cảm, lỗ tai rất nghe rõ. Lâm, mắc banh kêu giết từ đầu luôn. Trên sân tập phải cháu phải thông tin kêu hò hét lên thì tôi biết cháu Phương Phước chạy thằng nào. Cắt tiếng lên là tôi biết là ai. Bình thường thầy dạy con truyền rồi xuất xa. Khi mà thầy dạy thì thấy thầy rất là nhiệt huyết và rất tốt. Con thấy thầy rất là siêu, dạy được mấy con tập bóng và lùa bóng. Tương lai lớn lên muốn làm cầu thủ bóng đá. Một người kiếm thị nhưng mà có đầy tâm huyết, truyền đạt lại những cái năng khiếu mà một thời của chú Sanh lúc chưa kiếm thị đó cho tương lai mấy cháu sau này thì tôi rất mừng. Đội bóng nhí của huấn luyện viên kiếm thị Phan Văn Sanh lần lượt chinh phục từng giải đấu lớn nhỏ. Chính các em đã thắp lại ngọn lửa đam mê cho thầy giáo và tình yêu với trái bóng tròn lại tiếp tục được thầy Sanh truyền đến nhiều hơn nữa thế hệ trẻ Đồng Tháp. Bóng đá đối với tôi là thấm vào máu, không bỏ bóng đá được. Nhưng mà tôi đào tạo ra mấy cháu được gì tôi rất mừng và tự hào. Giờ thầy làm không được nữa đường thì các em phải thay thầy làm.